Kính chào quý anh chị và các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Mọi người nhớ xem, like, share và nhấn nút đăng ký ủng hộ mình nhé. Để lại mấy cái hũ này nha. Đang cỏ. Xích cái đầu xem lép đây. Một hũ nữa. Xem lép vô luôn. Một hũ nữa. Cho mẹ hũ nữa. Xà ra chứ mấy dính cái. Mình có trà đá cho mẹ luôn. Trời ơi, mẹ thấy ăn một lần hai hũ dâu à. Là... Hello mọi người, chào tất cả mọi người. Đây là bé Ngọc Quy. Và bé này được các thi quy y cho bé rồi. Mà hồi đó cũng có một cái duyên. Một cái duyên mua bé lắm. Hồi đó là các thi bán, các thi để mấy các thi thấy mấy ông mà cái này nay được năm mấy đó. Là hồi đó mà mới vừa để thấy bé ba bé để ngoài đường á thì có nhiều người ta lợi người ta ủng hộ á, người ta lợi người ta ủng hộ á, cứ như để ngoài đường người ta lợi người ta mua ủng hộ bà đó. Mày thì các thi thấy bà nó có ăn đâu, nó ăn dưa leo không à, ăn cà chua không, có dưa leo không, cà chua cũng được rồi á. Cái thấy người ta để bả trên cái cục đá á, cái chân bả quơ nên thấy bả thấy tội quá cho nên các thi á mới quyết định là thôi ngừng lại mua. Thì cũng có duyên lắm, người ta mới nói là mua con rùa này tao đòi bán các thi 1 triệu. Các thi nói thôi 1 triệu các thi không có tiền mua đâu, bây giờ mua tôi về tôi chăm sóc nó chứ để ngoài đường nó vậy. Cái xong xuôi mới thấy như vậy, cái các thi mới mua các thầy mới thấy như vậy, các thầy mới mua nó. Cái ông bà mới nói là thôi bây giờ bán 900, các thầy nói không 600 tôi mua. Là lúc đó 600 thì các thầy mua đó. Nay được năm mấy rồi đó, năm mấy 2 năm rồi đó. Mà nó ngoan lắm nghe. Từ ngày mà quy y nó tới giờ á, đặt tên nó là Ngọc Quy. Mà từ ngày quy y nó tới giờ á là nó hoàn toàn, mọi người nó không ăn đồ mặn, nó ăn rau củ thôi. Chỉ có rau củ trái cây thì nó ăn, mà nó không có cắn luôn, nó không có cắn. Nó hửi được cái mùi hơi tai của người quen á. Nó ngoan lắm. Đây nè, ăn đi con. Mà nó đói nha, là nó chạy ra. Mà mấy tháng nay các thi lu bu, các thi cũng quan tâm tới nó. Để bữa nay chắc các thi đem về nhà mới ăn, nhà mới cho nó ở đó quá. Nó ngoan lắm. Nó ngoan dữ lắm, nó ỉa trong nhà không à. Ngoan như con vậy đó. Ăn đi con, đói bụng, ăn đi Quy ơi. Đó. Mọi người biết không, con vật á, nó thường thường nó mang tội, nó mới làm đồ thai định kiếp con vật. Nhưng mà mình thương nó, mình đối xử nó tốt như con người á, thì cái đó mình cũng gặp nhiều may mắn nữa. Đó, mình chịu tu, chịu khó, mình chịu tu á, cái mình gặp nó, cái mình chăm sóc nó y chang người thân với mình cũng tốt, không có gì hết. Không có gì mà trở ngại á. Các thầy coi nó như người thân trong gia đình vậy đó. Con chó cũng vậy, các thầy có một con chó nữa. Mấy không biết nó có bệnh tình gì không, bị đi khám được không ta? Bác sĩ thú y không biết có khám mấy con này không ta? Nếu đúng chỗ thì có. Đúng chỗ thì có phải không? Có nhiều người khám rùa, khám này khám kia nữa đó. Bác sĩ người ta chuyên theo chuyên ngành. Không biết con heo có cần phải chích ngừa không ta? Mẹ chưa có sao con ăn được. Chuẩn đi con. Chuẩn đi. Mẹ hôm bữa có anh kia kìa, mẹ bắt được con rùa nuôi á, để trong máy lạnh á mẹ. Cái không mà anh thả luôn. Anh sợ rùa chết thì ở bên máy lạnh. Đây mẹ lao cho. Sao giờ có anh giấy nè. Gì dạ? Hủ nữa? Không. Hết bảo rồi. Thôi được rồi. Như vậy là hiểu rồi. Tình cảm mẹ con mình tới đây đắt cái đi. Ủa? Mày một chục hủ vô, tao mới ăn có 2 hủ, tao đòi ăn thêm cái nữa. Mày không cho. Nhưng mà cũng mời. Ok rồi, như vậy là ok rồi, ok không được bàn luận nữa. Mọi người ơi, con mời mẹ
Ờ Thi có một hũ mà Thi lấy hai hũ rồi á. Mời mà người ta ăn thấy ngon là người ta đang khen thưởng mình. Mình phải lấy thêm cho. Chưa tính tiền quảng cáo nữa đó. Với sức ảnh hưởng của đi qua các Thi là con bán đông khách đó. Con đâu bán này đâu. Chú quên cha châu hỏi hỏi. Hỏi ý bà Hồ ơi. Hỏi ý bà ngoại con. Mẹ hai hũ da u của mẹ làm. Gặp người lạ nó thụt tay nha, mà gặp người quen thì nó đưa cái đầu nó ra hoài à. Gặp người lạ thì nó thụt tay, còn gặp người quen là nó cắn đứt tay. Ủa? Như ý con có nuôi con gì không? Như ý. Gùa này người ta gọi là gùa gì? Gùa núi vàng. Gùa ba vàng. Dạ con nuôi con chó chứ. Rồi giải thích rùa với ba ba khác nhau cái gì? Cái mỏ. Nè mọi người biết nha, gùa nước với là gùa cạn nó khác nhau nhiều nha. Còn ba ba khác nữa, cái ba ba là cái mu nó bị dẹp, cái chà bè ra giờ da thịt nó rất là mềm nha, trơn. Nó trơn mà nó hoàn toàn sống nước chứ, 24/24 luôn. Còn gùa á, gùa này là gùa núi nè. Tại sao mọi người biết ở đây gùa núi không? Vì cái chân nó không có màng lưới như bằng chân vịt, không có màng lưới như chân vịt, không có bơi được. Thấy không? Thấy chưa mọi người, thấy không? Làm nó lau, nó không lau móng tay cho con nhỏ. Nó có bao giờ cắn giấy không? Không. Đưa cho chị cắn giấy coi. Nó không bao giờ nó đụng tới cái gì nè, các Thi đụng vô miệng nó cũng cắn. Cắn nó ngoan, nó không có chờ, nó không có bao giờ nó cắn các Thi. Ấy da. Đụng nó. Gì vậy? Chị Nhi. Nhi dạo này mạnh dạn quá. Ờ. Nói chưa tụi nó không có ăn luôn, ăn cỏ, nó thích ăn dưa leo. Có cà chua kìa. Nó không ăn cà chua, nó không. Nó sợ lớn lớn rồi chị. Ăn được ăn không? Không. Con chưa lụng đâu có dưa leo ý. Nó không ăn dưa leo. Lấy miếng dưa leo ý. Ờ lấy đi em, lấy đi. Lấy trái dưa leo của mẹ được không? Trời ơi, có chừng nó lọt cái tay vô cái khe đó. Không sao nè. Được biết nó khôn lắm. Đó. Các Thi á, các Thi rất là thích nuôi động vật, mà hồi nhỏ giờ các Thi hay nuôi động vật lắm. Ở đâu mà có con vật là các Thi thích nuôi. Hồi đó các Thi gặp nó, các Thi tắm nó tới từ móng chân nó luôn á. Còn con gùa mà gùa nước á là nó có cái bằng chân lưới nha để bơi, và nó sống trực tiếp bên nước rất là hay. Hả? Vui vẻ cười coi. Vui vẻ cười coi, không có khóc. Cười đàng hoàng. Mẹ hép, mẹ hép găng trên găng dưới dính nhau giống mẹ nè. Không được. Thế chưa? Cố ăn không được. Mày đưa hàm vô không gắt coi. Đưa hàm vô. Không được luôn. Đưa hàm vô không được. Không được. Đâu con đưa đây lẹ, lẹ lên cho em nó ăn coi, tội nghiệp em. Kìa. Ủa ghê không? Để cho ăn luôn con. Không, để vỏ luôn á. Ủa? Tưởng phải lột vỏ cho nó ăn cho nó ngon miệng sang trọng luôn. Trời đó, không cần, em không cần. Đó. Đó. Ăn kìa. Thấy chưa? Tôi nuôi nó, tôi biết nó mà, nó không có ăn dưa leo, nó không ăn mấy cái đó đâu. Nó ăn dưa leo, có mùi dưa leo thơm, nó ăn. Ít lại kìa. Nó ăn khôn, nó ăn gì đó, nó ăn, tôi biết tánh nó. Đó. Tôi, trời, tôi nuôi nó năm mấy, tôi biết tánh nó. Nó không có ăn cà chua. Cái người nó ta... Nó đói kìa, nó đói kìa. Chưa? Phải đúng nó ăn nha, không đúng nó ăn là lôi trái dưa leo tới đâm sao chưa hết nữa. Nó đẩy dưa leo đi không? Rồi nó lấy cái tay vịn lại nó đó nha. Đâu vịn này, vịn. Không, dưa leo nó chưa đi mà. Hả? Nó khôn lắm, cái dưa leo nào ngon, dưa leo nào dở nó đó. Nó biết nữa, dưa leo nào ngon, dưa leo nào dở. Dưa leo này sượng và đắng nè. Ờ, nó không ăn, nó nạn á. Và tại nó đói quá, nó ăn. Mẹ để thích cha coi, mẹ lấy tay ấy. Ừ, nè coi nè. Đói rồi. Ừ, chưa. Lấy tay dịnh lại. Đứng luôn. Đúng nè ăn. Đúc mới chịu ăn. Mẹ con dao nè. Cho em ăn. Ăn một lần hết trái dưa leo không? Hết à?
nổi đó nha, vô họng rồi chuẩn bị thêm bao nhiêu heo nữa nha. Thôi thêm trái. Mẹ, mẹ để em ở đâu vậy mẹ? Chắc mày để trên lầu. Ừ, từ bữa từ lúc qua đây chơi đến giờ giờ mới thấy con rùa á nha. Trời ơi trời ơi, chị có tâm á, em thấy trước chị luôn á. Mẹ để ở dưới á, cái chỗ Phật á. Không thấy. Mẹ để ở dưới bàn Phật á. Nó dưới bàn Phật không? Nó núp dưới bàn Phật không à? Chạy gặp qua thấy nó núp dưới bàn Phật không? Đi đâu đi không núp, nó không núp đâu, núp dưới bàn Phật. Từ lúc hôm qua mẹ đó giờ không thấy luôn, không biết luôn. Thằng Quyền cũng đâu biết hả? Thằng Quyền biết chứ. Biết lâu hơn chị. Nói chung là chỉ có mình em không biết thôi, xin phép ai cũng biết hết rồi đó. Trời ơi, con cũng biết luôn. Con gái tôi nó vậy đó. Nó rất là thương mẹ. Con mắt nó liếc kìa mẹ. Xin phép lúc trước vô cái ra liền đâu có đó chơi được. Đúng rồi. Ủa mẹ nó có cắn mẹ không mẹ? Không, không có cắn. Mẹ để tay vô mẹ coi nó có cắn không? Mẹ. Nó còn giật mà sao nó biết nương được. Lý do không? Tại nó đang ăn dưa leo á, nó thấy tay mẹ nó cũng cắn. Nó còn giật mẹ. Nó tưởng tay mẹ dưa leo á. Rồi, nó có răng đúng không? Ủa mẹ ăn rùa này biết ăn chuối không? Ờ, nó có răng. Mẹ. Mẹ. Mẹ, rùa mẹ biết, rùa này biết ăn chuối không mẹ? Chắc biết. Móc ăn cái chuối mẹ ra cho nó ăn mẹ. Còn lại mày ý ý YouTube mẹ, người ta đang quay mày làm nhục tôi không à? Thì có cái trái chuối đó mày cho nó ăn đi. Mày im đi. Rùa này tu hành rồi nha ý ơi. Rùa này tu hành nó quy đó. Đó chi. Nó hỏi mẹ rùa này biết ăn chuối không? Nó biết con mình cũng tưởng nó nói thiệt biết ăn chuối. Mẹ móc cái chuối mẹ ra cho nó ăn đi. Dù phải. Hay là nó có ăn trứng cũ của mẹ không mà? Nó đâu có biết ăn trứng gà trứng vịt, nó đâu có ăn, nó ăn đụng đạm hết chứ. Hàng chi bởi vậy trứng mẹ cho chó của mẹ ăn nó rồi nó đâu được ăn đâu, nó cho ăn dưa leo thôi. Ăn dưa leo qua mà. Nó ăn, biết ăn xoài. Biết ăn xoài. Vậy là xoài dư là mẹ cho nó ăn ha. Ừ. Dịnh lại, nó không dịnh lại được nè, nó dịnh nè. Đây, cá này. Chừng nào nó thấy lăn nó mới dịnh. Ôi. Chắc lâu mà nó mới được ăn cái món yêu thích luôn đó. Cái món chú, gì? Con sẽ ghép phim. Mới đây còn hết nửa trái rồi. Nó ăn nhanh lắm, nó ăn ghê lắm. Trời ngoại, nó ăn hết, gần hết nửa trái chị ngoại. Dưa leo thì nó ăn. Còn đưa cà chua nó không ăn đâu. Cỏ gì nó ăn gì, không có. Bữa đi về quê, bỗng nó về quê chơi á, để bò vòng vòng chơi dưới quê á. Bữa đi chơi đâu cũng dọc vòng vòng nó đi chơi. Khó kiếm được vui vậy lắm á. Sao vậy? Sao vậy? Để nó ở dưới bàn Phật không à? Nó ở dưới bàn Phật không à? Bà ngoại, con này biết ăn chuối. Ngọc Quy đọc kinh cho nó nghe, hồi đó có đọc kinh cho nó nghe. Ngoại, con rùa này biết ăn chuối, con kia mẹ đi móc cái chuối ra cho nó ăn, mẹ đi không chịu móc. Vịt cái miệng mày không kịp rồi, con ngựa, tao lại mày. Ở dưới rùa bự đi hả? Cái này gặp á. Bắt đầu cái nó bò lên có cái này, cái tự nhiên cái tối vậy đó, bò lên nó nghe trên rồi cái nó tự bò lên. Hồi đó có con rùa tu á, cái đợi gõ chuông á nha. Hồi đó là có sư cô sư phụ qua, hồi đó tu ở dưới đây gần xóm mình đây nè, là má ông Lộc á, bà tu. Ê, mà bà tu chị con chửi em. Nó hả, ăn không có mình nó mới ăn. Ê rùa. Rùa mang rùa, không có mình nó mới ăn rùa này. Coi ai biết nhanh hơn ai. Không ăn. Ai biết nhanh. Không, nó ăn láng đó. Con này nó có mình đây mà cũng ngồi ăn bình thường rồi. Cái chân cặp chúng ta chơi. Mà gờ đầu nó bình thường à. Nó không có cắn. Nghe gân nó kìa, có gân kìa. Đâu gân đâu con. Nghe gân ơi. Nghe không hả? Để nó tự chạp nó. Nó không thèm ăn luôn, nó giận rồi. Nó liếc mà, nè. Ủa rùa đi là tiện qua đường nào ta? Hả? Nè, cái âm đạo nó nè. Không, mình xin phép kết thúc video clip tại đây. Mời các bạn xem vào một video clip tiếp theo. Bye bye.